mẹ làm gì thì mình buồn một xíu thôi. Đúng nhưng đúng mẹ con bằng sao mình giận được. Mình có thương mẹ mình chứ. Mình có thương mẹ mình chứ. Không, cậu cũng ở nhà em đâu em. Cổng chơi đi, lên cầu thang đi chơi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Học Viện Mẹ Chồng. Mà Thanh này, mấy hôm vừa rồi con đi đâu con để mẹ đứng đây một mình là thế nào? Vợ con đi... Mẹ không hỏi con, mẹ đang hỏi Thanh cơ mà. Con cứ từ từ đấy, con đi đâu? Con đi mua sắm á. Cái gì? Con thử xem tủ đồ của con còn thiếu cái gì nữa không mà đi mua sắm, phải tiết kiệm chứ. Mẹ ơi, thật ra từ ngày về làm dâu nhà mình, con đã bỏ rất là nhiều thói quen của mình rồi đấy mẹ ạ. Con chỉ giữ lại mỗi thói quen mua sắm thôi, mẹ. Con ơi, nhưng mà thói quen ấy có mà đốt nhà. Con đã thấy chưa? Con đã thấy vợ con phá thế nào chưa? Rồi ạ. Quý vị thấy đấy, những xung đột rất là nhỏ nhặt hàng ngày nhưng sinh ra những cái vấn đề nó không hề nhỏ chút nào của gia đình. Vì vậy tuần này chúng ta sẽ khám phá thế giới của tâm lý gia đình với xung đột thói quen. Vâng, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở phòng thử thách, các anh chồng sẽ cõng vợ của mình trên lưng. Còn phòng còn lại, các mẹ sẽ phải trả lời câu hỏi do chính chúng tôi đặt ra. Và nếu như câu trả lời của con dâu mà trùng khớp với câu trả lời của mẹ chồng thì đôi vợ chồng ở bên này sẽ được bước lên một bước. Nhưng tuy nhiên thì các cô dâu sẽ không cần phải trả lời nữa bởi vì câu trả lời thì chúng tôi đã thu thập ngay từ đầu chương trình rồi. Và bây giờ thì chắc hẳn là các gia đình đã sẵn sàng. Trò chơi của chúng ta bắt đầu! Mình cũng rất là lo khi bắt đầu bước vào trò chơi. Bởi vì thật ra là cũng không ở gần, chỉ có nghe những cái tâm sự hoặc theo dõi để ý Văn Anh khi gặp gỡ cà phê hoặc đi chơi. Thì có những cái thói quen, những ý thích này đôi khi mình cũng không có nắm bắt được hết. Theo em cảm nhận thì tất cả các gia đình đều rất hào hứng với cái thử thách lần này. Cho em xin hỏi các anh chồng trước ạ. Xem là các anh chồng bao lâu rồi chưa cõng vợ mình ạ? Đầu tiên anh đi ạ, anh Long ạ. Nhiều năm. Nhiều năm. Nhiều năm. Còn là sao? Sao? Chưa bao giờ cõng. Chưa bao giờ cõng. Chưa bao giờ, đúng là vậy, chưa bao giờ. Thế này là không được rồi. Thật được sự rồi. Luôn đấy. Thế đây cũng là cái chương trình mình cũng giúp cho lần đầu tiên Vũ được cõng vợ của mình chứ. Thế còn anh Nam thì sao ạ? Cũng thỉnh thoảng vẫn. À, cũng thỉnh thoảng. Tức là một tuần mấy lần hay là một ngày mấy lần ạ? Chung là tùy cảm hứng. Trong dịp nào hả anh? Chứ gọi là cõng vào phòng chứ, cõng lên trời là ăn lên. Cõng vào phòng? Em tưởng vào phòng thì phải bế chứ lại cõng. Lúc thì mình cõng, lúc mình bế, thay đổi kiểu. Tức là thay đổi cảm xúc để cho nó thích em đúng không? Thế còn gia đình anh Văn Anh ạ? Cũng lâu rồi, lâu lắm rồi. Lâu rồi. Ngày xưa đi du lịch cũng hay cõng. Vì em nhớ là hình như là anh có luyện khí công cơ mà nhỉ? À, thế tại sao mà anh lại tức là luyện thì phải luyện khí vào đan điền đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, tức là như thế như là. Thế sau khi cõng vợ xong về mình mới đi luyện khí công. À. Để mình lấy lại cái thể trạng của mình lúc đầu. Ôi, tức là cõng vợ mình xong mới đi luyện khí công để lấy lại thể trạng. Chứ phải luyện trước hả anh? Không. À thế tức là đấy đấy. Chứng tỏ là thể trạng gia đình bố mẹ anh ấy ban cho anh là một thể trạng rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà khi cõng vợ về xong thì mới đi luyện lại thì chắc chắn là có vẻ mệt đấy. Thế còn anh Ken thì sao ạ? Khoảng nửa năm nay là chưa cõng. Nửa năm nay á? Chắc thật sự đấy. Chắc đấy. Chắc chắn là ngày hôm nay là... Đừng nói là cho... Bây giờ anh cõng nha. Nhưng mà bế. Người ta không cõng nhưng mà người ta bế. Nhìn chi là cười tủm tỉm rồi. Chương trình thông báo trước không biết gì vậy. Tự nhiên mặc mấy mà cõng sao ngồi đây trời. Đúng rồi, và thử thách ngày hôm nay của chúng ta thì chắc chắn sẽ là các ông chồng sẽ cõng vợ của mình ở trên lưng. Cõng bằng tư thế nào thì em không biết nhá. Đấy là mọi người tự bàn bạc với nhau. Chứ mặc váy không sao cõng. Tần mặc váy. Nếu như nhá, mẹ chồng mà đoán được đúng câu trả lời của con dâu đã có câu trả lời ở đây thì mọi người sẽ được bước lên phía trước một bước. Còn nếu như mà mẹ chồng trả lời sai thì mọi người sẽ đứng nguyên tại chỗ nhưng mà không được xuống đâu, vẫn phải ở trên lưng đấy ạ. Rồi. Các anh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Bây giờ thì trường quay bên kia sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi đấy ạ. Xin mời. Vâng ạ, xin mời các chị lên đi ạ. Nào cho thoải mái nhất nhá. À, khổ thân. Cái đôi vợ chồng con nhà mình thì lại là đôi to nhất. Vợ cũng chẳng bé nhỏ gì.
Và bây giờ là câu hỏi đầu tiên ạ. Xin mời mẹ thứ nhất cùng tất cả năm mẹ suy nghĩ rồi trả lời. Môn thể thao ưa thích nhất của con dâu mẹ là gì ạ? Mẹ không được gần gũi con dâu mấy, nhưng mẹ hiểu được con dâu mẹ là có lần bóng đá, con dâu tặng vòng cho trọng tài, sẽ chọn bóng đá. Vâng, và câu trả lời đầu tiên thì gia đình nhà Khánh Chi, mẹ chồng đã trả lời rằng môn thể thao mà con dâu mình yêu thích nhất là bóng đá. Chính xác rồi ạ, mời gia đình nhà Khánh Chi bước lên phía trước một bước. Bây giờ đến mẹ Thu ạ. Quang Nam thích đá banh. Đá banh ạ. Chính xác. Câu trả lời này quá dễ đúng không? Mình nhắm mắt mình trả lời được. Nếu mà mẹ mà không trả lời được bóng đá thì chắc là Vi cắn lưỡi tại chỗ. Không thích môn thể thao gì? Không thích môn thể thao nào? Sai rồi ạ. Có lẽ rằng là mẹ Lan Anh đã chưa hiểu về cái bộ môn thể thao yêu thích của con dâu mình, đó là đi bộ. Và vì là mẹ đoán sai nên là mời gia đình đứng yên tại chỗ á. Mình ở nhà thì mình đi bộ một mình, không đứa nào rủ đứa nào mà đi cùng với mình cả. Thế mà mình cũng không biết là nó thích những cái môn thể thao gì mà mình thấy nó chẳng tham gia bao giờ. Gia đình thứ tư ạ, xin mời mẹ Thu Ba. Dạ em cũng, dâu em cũng không thích cái môn thể thao nào hết. Không thích môn thể thao nào hết. Rõ ràng là các mẹ nghĩ rằng là các con mình rất là lười. Mặc dù ở đây thì Hồng có trả lời là mình thích bơi, nhưng mà mẹ lại bảo là chẳng thích bộ môn nào. Vì là mẹ không thích nên thôi Hồng cứ đứng yên tại chỗ đi ạ. Thì tôi vẫn biết là Hồng thích đi bơi, nhưng mà do từ xưa giờ là không thấy con dâu nó tham gia một cái môn thể thao nào hết. Thôi nên trả lời thôi, không thích đi. Tiếp theo mời chị Kim Chi ạ. Con dâu thích thể dục thẩm mỹ. Cũng thấy nó nói là con béo thì chắc con phải đi tập thể dục thẩm mỹ cho nó gọn gàng. Mà con cũng thích thể dục thẩm mỹ. Rất tiếc thưa mẹ Kim Chi, là con dâu của mẹ thì lại thích bơi cơ ạ. Vậy thì gia đình nhà Oanh lại phải đứng yên tại chỗ rồi. Tiếp tục câu hỏi số 2 đi ạ. Khi tức giận con dâu mẹ thường làm gì? Mẹ Liên. Nổi cáo. Dạ. Ngúng nguẩy, ngúng nguẩy. Ngúng nguẩy. Khi tức giận thì Khánh Chi thường ngúng nguẩy. Và thưa mẹ Liên thì là mẹ đã... Gần đúng rồi ạ. Tức là con dâu của mẹ thì khi tức giận là nói to cơ, chứ không phải ngúng nguẩy đâu. Vậy thì gia đình sẽ đứng yên tại chỗ. Xin mời gia đình số 2. Văn Anh thường im lặng. Văn Anh tính lành. Có thể là cũng không thích bực mình hay gì đó, nhưng mà Văn Anh luôn chọn cách im lặng. Rồi sau đó Văn Anh sẽ giải thích. Thật ra do tính cách Văn Anh từ xưa đến giờ là ít nói, và có chuyện gì ngay cả ngoài đời sống thế, có chuyện gì Văn Anh cũng thường im lặng và mình cứ giải quyết âm thầm. Wow. Chính xác. Văn Anh. Chính xác. Này có vẻ như từ nãy đến giờ các câu hỏi này đều dễ trả lời cho gia đình anh Văn Anh. Xin mời gia đình nhà mẹ Lan Anh đi ạ. Nói to. Nói to. Chính xác. Xin mời bước lên một bước. Xin mời mẹ thứ tư. Dạ, quát cho nói to. Cái tính của Hồng thì cũng nóng tính. Bình thường là đã lớn tiếng rồi, nhưng mà khi mà đã tức lên gì á thì còn lớn tiếng hơn nữa. Quá trời nói to. Chính xác. Xin mời. Và gia đình cuối cùng. Gia đình cuối cùng. Con dâu mình giải thích và khóc. Giải thích và khóc. Con dâu mẹ bỏ đi cơ. Thôi đành phải đứng yên tại chỗ vậy. Thưa các mẹ, cho đến giờ phút này thì các con rể ở bên này, các con trai ở bên này là đã cảm thấy là rất là mỏi rồi. Mặc dù các mẹ trả lời thì cũng chưa chính xác lắm rồi, nhỉ? Cũng gần gần rồi. Đổ khá nhiều mồ hôi đấy. Chương trình đưa ra game đổ rất nhiều mồ hôi. Như kiểu là đưa ra game để mà phá. Ngày hôm nay khi mà cõng vợ mình ở trên vai, mình cảm có cảm giác rất là lạ, là nó không như những... Có thể là hôm nay mình do là
hai vợ chồng cùng cố gắng, thì cho nên là mình cảm thấy rất là vững vàng khi mà mình cõng vợ mình lên, mà không có một chút nào gọi là lung lay cả. Tiếp tục câu 3, xin mời các mẹ. Màu son ưa thích nhất của bạn ấy là gì ạ? À, đầu tiên là chị Liên ạ. Màu đỏ. Màu đỏ. Gia đình số 1, màu đỏ ạ. Mẹ Liên ơi, sai rồi, rồi Khánh Chi thích màu da cam cơ. Gia đình đứng yên tại chỗ giúp em nha. Mời mẹ thứ hai, mẹ Thu ạ. Tú Vi thích màu đỏ. Tú Vi thích màu đỏ. Dạ mẹ Thu ơi, Tú Vi cũng thích màu cam ạ. Tú Vi đứng yên tại chỗ. Mời mẹ Lan Anh. Cam đỏ. Cam đỏ. Câu hỏi này là hên xui thôi, bởi vì mình chưa bao giờ có một thỏi son nào hết. Mẹ Lan Anh trả lời là màu cam đỏ ạ. Nhưng mà màu chính xác là màu... màu đỏ. Gia đình nhà mẹ Lan Anh đứng yên tại chỗ. Bây giờ đi đến đây thì nó mới dùng son, chứ còn thì ở nhà chẳng bao giờ nó mua son cho nó. Tiếp theo là gia đình nhà mẹ Thu Ba. Màu đỏ. Mẹ Thu Ba trả lời màu đỏ. Màu đỏ ạ. Vũ là biết kết quả rồi, thế là trời. Thôi Vũ đứng yên tại chỗ đi, bởi vì con dâu thích màu hồng cơ. Mình là hợp với tất cả các màu son, màu nào mình cũng thích, thì mẹ mình cũng khó mà chọn được. Mời gia đình nhà mẹ Kim Chi nào. Con dâu thích màu hồng đỏ. Hồng đỏ. Màu hồng đỏ ạ. À. Tại sao mẹ nói thêm câu đỏ đằng sau, trong khi con gái mẹ lại, con dâu mẹ lại thích màu hồng. Gia đình mình thì lâu lâu mới gặp nhau một lần, chỉ hiểu cho công việc mình, nói chuyện trong gia đình bình thường thôi, chứ sao mà biết được cái tâm lý mình thích cái gì và muốn cái gì. Và bây giờ là câu thứ tư. Đồ vật gì con dâu của các mẹ quý giá nhất? Xin mời mẹ số 1 ạ. Con dâu quý xe hơi. Quý xe hơi nhất. Khánh Chi trả lời là túi sách, nhưng mà mẹ lại trả lời là xe hơi. Vì thế nên là... vẻ hơi to hơn quá nhiều đúng không? Ừ, nên là thôi mình cứ đứng yên tại chỗ cho đỡ mỏi nha. Xin mời mẹ thứ hai ạ. Túi Văn Anh hay cầm bình trà? Bình trà. Bình trà sai rồi mẹ ơi. Con rể của mẹ là thích đàn piano cơ. Rồi. Tiếp theo xin mời gia đình mẹ Lan Anh. Tiền và vàng. Tiền và vàng, câu trả lời của mẹ thứ ba rất là ấn tượng. Sai rồi, người ta thích ô tô cơ mà. Trời ơi. Mình cũng biết là chúng nó thích ô tô, nên mình cũng đã mua tặng nó ô tô. Thế nhưng mình nghĩ rằng là cái quan trọng nhất mà cần nhất vẫn là tiền và vàng. Câu trả lời của mẹ thứ tư ạ. Tiền. Tiền. Lại là tiền nào. Nhưng mà con dâu mẹ thích trang sức cơ. Có vẻ như là một cái chuyển thể gì đấy khác của tiền thôi. Nó cũng là tiền, nhưng mà nó là trang sức. Nhưng mà cũng là xài, vẫn là xài đúng không? Thôi mình đứng im cho đỡ nóng. Nào, câu hỏi dành cho gia đình cuối cùng nào. Gia đình mẹ Kim Chi. Sắm vàng. Vàng. Chắc chắn là vàng à? Nhưng mà ở bên này thì con lại phải chắc chắn rằng đó là điện thoại. Và con dâu mẹ lại không được bước nào. Bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi số 5 ạ. Bạn ấy có phải là người dễ tha thứ không? Rất dễ tha thứ. Chính xác. Xin mời. Xin mời bước lên một bước. Anh Ken là nhìn mặt kiểu như là kiểu như là nhìn liếc chỉ chăm chăm là xem có trả lời đúng không để bước tập dình. Tiếp theo xin mời gia đình mẹ Kiều Thu. Và mẹ Thu. Rất dễ tha thứ. Xin mời Văn Anh. Lại được bước lên một bước nữa rồi. Mẹ ơi. Bye bye. Dễ tha thứ ạ. Rất dễ tha thứ, xin mời. Mẹ Thu Ba. Dạ, cũng rất dễ tha thứ. Wow. Rất dễ tha thứ. Wow, chúc mừng. Đây là bước tiến đầu tiên. Đây là bước tiến đầu tiên, thưa mẹ Chi. Lần đầu tiên cũng vợ đứng trên sân khấu mà thấy hơi nhưng rất mệt nhưng mà vui. Câu hỏi chúng thứ 6 dành cho các mẹ. Ngày sinh nhật của bạn ấy là ngày nào? Mười bảy tháng 7 1977. Trời ơi, 16 tháng 7 mà nhớ 17 tháng 7.
Khánh chị đang ngồi chờ ơi, là sai rồi mẹ ơi, không phải là 17 tháng 7 mà là 16 tháng 7. Bây giờ tiếp theo là đến gia đình mẹ Kiều Thu nào. 11 tháng 2. Nhớ 11 tháng 2 năm mấy ạ? 84. 11 tháng 2 84. Rất tiếc. Tháng 11. 14 tháng 11 mới là đáp án chính xác ạ. Mình lớn tuổi rồi cũng không có nhớ hết những cái ngày tháng năm sinh đâu, chỉ có tới ngày thấy nó mời đi ăn rồi đây là sinh nhật của con thì để ý vậy thôi, chứ nhiều khi cũng không nhớ, chỉ nhớ năm thôi. Đến mẹ Lan Anh ạ. 8 tháng 11 năm 87. Mẹ đoán suýt đúng rồi nhưng mà chính xác phải là mùng 10 tháng 11 cơ à. Mình lại đứng yên tại chỗ nhá. Mình rất là buồn bởi vì cái ngày sinh nhật của mình là hầu như 4 năm nay là năm nào mẹ cũng chúc mừng sinh nhật mình và tổ chức ăn uống. Mẹ mình là người rất hay nhắc các thành viên trong gia đình gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ mình và ngày sinh nhật của vợ mình. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay khi trả lời thì mẹ mình trả lời chệch mất 2 ngày. Thì nghĩa là có hai khả năng, một là do mẹ mình quá hồi hộp và hai là mình cái mình cảm thấy là đáng buồn đấy là có thể là mẹ mình đã già rồi. Tiếp theo xin mời gia đình nhà mẹ Thu Ba. Dạ, năm tháng 10, 1993. Mùng 5 tháng 10 ạ? Chính xác. Xin mời bố. Oh, wow. Cái ngày sinh nhật á, thì trong gia đình là tôi là thuộc hết. Từ ông xã tới các con, tới con dâu và có một cô con gái nuôi nữa. Là tôi cũng thuộc hết luôn. Tại vì tôi là người đứng ra là tổ chức sinh nhật cho mọi người trong gia đình. Xin mời mẹ Kim Chi. Xin mời mẹ Kim Chi ạ. 28 tháng 8. 1983. Biết là nhớ là nhớ tháng 8. Nó mà 27 28 giữa hai cái đó mình phân vân, cái là lúc đó là hỏi tới cái lời tôi quýnh quán nói là 28 tháng 8 1983 ạ. À? Wow. Sai mẹ rồi. Ơi 27 tháng 8 cơ mẹ à. Dỗi bây giờ đây này. Mẹ quên cũng là đúng thôi, tại vì bây giờ nó cứ báo trên Facebook á. Thì khi mà báo trên Facebook thì mẹ mở lên thì mẹ thấy thì mẹ lại chúc mừng. Đấy, nhiều khi quên cũng là đúng. Và chúng ta bắt đầu vào câu tiếp theo ạ. Con dâu mẹ sợ con gì nhất? Mời chị Liên. Con dâu sợ những con trùng. Nó là con chuột mẹ à. Không sợ con gì hết. Không sợ gì à? Trời ơi, mẹ ơi. Con mẹ sợ nhất là con rắn ấy. Vâng, anh sợ rắn thì Vi cũng thấy bất ngờ. Tại vì bản thân Vi là Vi không sợ rắn. Chuột ạ. À? Chuột. Chuột là đáp án. Chưa chính xác rồi ạ. À. Đáp án chính xác phải là run cơ ạ. À. Xin mời gia đình lại đứng yên tại chỗ. Lại nghĩ trong đầu là sợ con run rồi. Thế về sau lại nghĩ đến con chuột thì mình tự dưng mình lại nói ra là con chuột. Và xin mời mẹ Thu Ba nào. Cái câu mình nghĩ mẹ chắc chắn trả lời đúng là chắc là sợ con gì nhất. Tại vì bình thường là mẹ sợ sâu, em cũng sợ sâu. À, lặt rau hay là có sâu gì bu là hay la làng là em đục luôn cả cái thao đó luôn, là không em không đụng tới nữa. Dạ con cốc. Cốc đâu mà cốc, con cốc con sợ. Sai rồi, cốc là chồng con sợ. Mẹ Thu Ba ơi, Hồng nói là con cốc là chồng con sợ, còn là Hồng thì sợ sâu cơ mẹ ạ. À. Dạ, và đến mẹ Kim Chi nào. Con chuột ạ. À. Mẹ Kim Chi trả lời là con chuột. Mẹ Chi ơi, con chuột là chồng sợ chứ còn con dâu là chỉ sợ con sâu thôi. Giờ đó chỉ sợ con đuối thôi. Câu số 8 ạ. Thói quen xấu của bạn ấy là gì? Trời ơi. Đừng câu giờ. Thói quen xấu của Khánh Chi là hết tất cái gì là nổi cáu lên. Nổi cáu. Chính xác. Xin mời Khánh Chi. Vâng, và tiếp theo xin mời gia đình Văn Anh nào. Ngủ hả Hồng? Ngủ há miệng hả? Ôi. Nhưng mà câu trả lời là không có. Không có thói quen xấu nào cả. Nói to ạ. Đúng rồi. Yeah. Vâng, và đó là một đáp án chưa chính xác. Ở trong này nóng tính. Nóng tính cơ ạ. Mẹ này. Dạ nóng giận. Sinh khí, sinh khí. Mời gia đình cuối cùng nào, mẹ ơi nhanh lên.
À không có. Kim Chi trả lời là không có thói xấu gì. Không có à? Nhưng cô con dâu của mẹ lại khẳng định là con rất là nóng tính. Oh wow, thôi mình cứ đứng ở vị trí đó đi nha. Thưa quý vị, sau 8 câu hỏi đầu tiên thì chúng ta đã có những cái thứ hạng nhất định rồi. Tuy nhiên thì 30 chưa phải là Tết và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến câu hỏi thứ 9. Nơi bạn ấy thích đến nhất là gì ạ? Thái Lan. Vì Khánh Chi là thích đi Thái Lan. Vì Khánh Chi rất thích ăn món Thái Lan và nơi đất nước Thái Lan là nơi Khánh Chi sinh ra lần thứ hai. Và mình ấn tượng nhất như thế. Và mình đã được nhận nơi con mình rất nhiều món quà từ Thái Lan mang về. Tiếp theo gia đình nhà mẹ Văn Anh ạ. Singapore. Yeah. Xin mời. Đó là câu thứ hai mà Văn Anh tự tin là mẹ sẽ trả lời đúng. Bởi vì nước ngoài đầu tiên mà Văn Anh và Vi đi cùng nhau đó là Singapore. Mời mẹ Lan Anh ạ. Phú Quốc ạ. Sai rồi mẹ ơi, không phải là Phú Quốc đâu. Trời ơi, con thích về nhà cơ. Bây giờ đến mẹ Thu Ba. Mời mẹ Thu Ba trả lời ạ. Dạ nước Mỹ. Cái gì Mỹ vậy? Mẹ ơi, cái gì mà ước mơ xa xôi thế à? Con là con chỉ thích đi biển thôi. Thôi thì cứ đứng yên tại đó đi nha. Mời mẹ Kim Chi ạ. Nó thích đi Singapore. Nhưng mà con của mẹ thì lại thích về quê cơ. Ôi, uống nước nhớ nguồn cơ mẹ. Singapore thì hoài vậy. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi mà nhìn thì dễ nhưng mà có khi là các mẹ lại đoán có, sai đấy. Tiền bạc có quan trọng với bạn ấy không? Có quan trọng. Có. Xin ơi. Không có tiền sao sống. Không có tiền sao sống. Cảnh chị nó cũng có tiền sao sống. Mẹ trả lời quá xuất sắc. Có quan trọng. Có. Xin ơi. Đuổi kịp gia đình nhà Khánh Chi rồi. Có quan trọng. Có quan trọng. Xin ơi. Chưa cả hô đã bước luôn rồi. Ôi công này á. Dễ mà. Tiếp theo nào, xin mời gia đình nhà mẹ Thu Ba. Có quan trọng. Có quan trọng. Có quan trọng. Oh wow, đây là một cặp đôi vợ chồng mà họ quan điểm riêng của họ là tiền bạc không quan trọng. Và thôi thì con dâu và con trai mẹ cứ đứng yên tại chỗ vậy. Xin mời gia đình nhà mẹ Kim Chi. Không quan trọng. Không. Lên. Các mẹ ơi, nhân tiện đây thì con muốn giao lưu với các mẹ một chút xíu về chuyện tiền bạc. Hầu như tất cả các mẹ đều trả lời đúng, riêng mẹ Thu Ba là trả lời sai nè. Mẹ Thu Ba ơi, thế theo mẹ thì tại sao con dâu mẹ lại trả lời là không quan trọng? Có một lần con dâu đi chợ á, mất 500 ngàn mà khóc bù lo luôn. Thấy thương lắm luôn á. Thì nó cũng tâm sự là mẹ không có tiền, con không làm được cái gì hết. Con phải có tiền mới làm được cái này kia. Thì em mới nghĩ là con dâu cũng nói với nó là tiền cũng rất là quan trọng. Chứ không có nghĩ mà có hai đứa trả lời những hành vi nhỏ nhỏ hàng ngày. Và mẹ nghĩ là đối với Hồng thì tiền rất là quan trọng. Nhưng câu trả lời của Hồng lại là tiền không hề quan trọng. Vậy thì bây giờ mẹ về mẹ cắt quyền thừa kế của hai đứa nó nha. Mẹ nhớ nha. Cắt luôn. Dạ. Mẹ Kim Chi, tại sao tiền lại là không quan trọng đối với anh chị nhà mình ạ? Mình thấy là lúc tụi nó không có tiền, thấy tụi nó cũng chẳng buồn. Đúng rồi. Đây là một trong những cái bài học lớn mà mình nên học. Bởi vì theo con, tiền bạc tài chính lại là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ gia đình khá là lớn. Và nếu như gia đình nào học được cái cách cân bằng và học được cái cách là mình cứ vui dù có hay không. Bởi vì tiền đi thì tiền trở lại thôi, nó được gọi là quả bóng cao su mà. Và cảm ơn mẹ Kim Chi đã cho chúng ta một bài học khá là hay. Hiện nay chúng ta đã có hai gia đình tạm thời dẫn đầu, đó chính là gia đình nhà Khánh Chi và Văn Anh. Tuy nhiên thì vẫn còn 5 câu hỏi ở phía trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo. Và không biết là có làm khó các mẹ của chúng ta không? Đó chính là bạn ấy có phải là người lãng mạn không ạ? Phải ạ. Đó, đúng rồi. Chiến thắng. Xin mời gia đình nhà Văn Anh ạ. Phải. Phải là có đấy ạ. Bước lên luôn thật là anh diện. Xuống đi. Tiếp theo xin mời gia đình nhà mẹ Lan Anh. Có. Có, xin mời. Vâng, gia đình nhà mẹ Thu Ba thì sao ạ? Không. Yeah. Yeah. Wow. Mẹ Thu Ba xuất sắc, rất tỉnh táo. Vâng, xin mời gia đình mẹ Kim Chi. Không. Thế là mẹ trả lời sai mất rồi. Thôi mình cứ đứng yên tại chỗ vậy. Mẹ này. Vâng, thưa quý vị, ở trong thử thách lần này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng gia đình nhà Khánh Chi và Văn Anh đã chiến thắng trong thử thách. Và xin mời gia đình ra ngoài thôi nhé, nhưng mà đứng đây cổ vũ để cho ba gia đình tiếp theo chơi tiếp. Hình như là trong cái show này hiếm hoi lắm mới có lần Vi được thắng hay là được điểm cao á, cho nên là mình thấy cũng khá là thú vị và có thể nói là một cột mốc đáng nhớ trong chương trình.
và trên tay tôi thì còn những 4 câu hỏi cơ. Tuy nhiên thì gia đình nào mà cán đích đầu tiên sẽ giành được 2 ngôi sao, còn những gia đình còn lại sẽ giành về cho mình 1 ngôi sao. Nếu như hết 4 câu hỏi mà không có gia đình nào cán đích thì chúng ta sẽ tính theo vị trí mà các gia đình đang đứng. Bây giờ 4 câu hỏi cuối cùng bắt đầu. Con dâu của mẹ biết bao nhiêu ngôn ngữ ạ? À? Xin mời mẹ. 1 ạ. Chính xác. Yeah. Chắc chắn là tiếng Việt rồi. Xin mời gia đình nhà mẹ Thu Ba. Dạ 1 luôn. 1. Chính xác. Chúc mừng Vũ và Hầu bởi vì con của mẹ đã cán đích rồi. Xin mời. Thôi thì cõng nhau đi đâu thì cõng nhau đi luôn đi ạ. Xin mời các gia đình lên đây ạ. Cứ từ từ bình tĩnh ạ. Xin mời ạ. Thưa quý vị, sau một cuộc đua vô cùng cam go thì hai gia đình nhà Tú Vi, Văn Anh, Khánh Chi và Ken đã xuất sắc dành cho mình 3 ngôi sao. Ngay lúc này đây, anh Dũng đứng đây mà cũng cảm thấy rằng là rất là nóng, rất là khó chịu. Thế mà các anh chồng đã cõng trên người vợ của mình. Cảm thấy rất là nóng đúng không ạ? Và gia đình tiếp theo là gia đình của cô Thu Ba đã dành cho mình 2 ngôi sao. Và hai gia đình cuối cùng là gia đình của anh Nam và gia đình của anh Long. Mỗi gia đình dành cho mình 1 sao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại phòng trò chuyện nhé. Thưa quý vị, thưa các mẹ, vừa rồi thì các con của các mẹ đã có một phần thi đầy mồ hôi và cơ bắp. Cơ bắp ở đâu thì con không biết. Nhưng mà nói chung là bây giờ ngồi trên kia chắc hẳn là sẽ có những người bị chuột rút, vẫn còn bị chuột rút đấy ạ. Thì không hiểu là ở phòng bên này thì tâm lý của các mẹ như thế nào ạ? Rất là muốn suy nghĩ lâu nhưng mà rất là sợ con mình nó mỏi. Và Pepper ấn tượng nhất là có mẹ Thu Ba. Mẹ Thu Ba cứ ngồi nóng ruột là em Vũ là chết rồi, nó có 49 cân, không biết nó nói sao. Chị ơi, em ở bên phòng bên kia thì em thấy bạn Hồng đúng không? Chơi hay là thay người đổi người để xuống cống cho để xuống cống cho chứ không anh cứ chịu cống cống luôn. Mẹ Thu Ba mẹ cứ yên tâm đi. Vậy là ở nhà em hay cõng Vũ đúng không? Dạ. Hồng cõng Vũ ở nhà đi đâu hả em? Cõng chơi đi lên cầu thang đi chơi luôn. Cõng chơi đi lên cầu thang thôi đó. Từ những tập đầu tiên Pepper còn nhớ là hai mẹ con rất là âm mưu với nhau để làm sao anh chàng Vũ nhà mình trưởng thành hơn một chút nữa. Em cứ chơi cái trò cõng này hoài thì nó có cái gì đó nó ngược hơi sai lại sai. Không? Nó hơi sai sai ở đây hay là tại sở thích của Hồng nó hơi kỳ quặc. Em cũng đã thấy cái bước tiến triển lớn ở Vũ rồi, bởi vì là thấy Vũ hôm nay cũng hơi mệt nhưng mà cũng điềm tĩnh lắm. Cũng không đến cái mức độ như kiểu là cái hôm chơi cái trò chơi bịt mắt ấy là cuống hết cả lên. Cho rút kìa. Trong phần này thì Pepper ấn tượng với một cái câu hỏi mà gần như tất cả các gia đình đều trả lời sai. Chỉ có riêng mẹ Thu Ba chúc mừng Hồng, em có một người mẹ chồng rất để tâm tới em. Mẹ chồng em trả lời đúng ngày sinh nhật của em, còn các mẹ chồng khác là trả lời sai hết. Mẹ Liên khi mà trả lời xong thì Bảo Thanh hét lên là ôi không phải ngày 17, ngày 16 cơ. Đúng không? Đó chỉ bị trượt mất một ngày thôi mẹ. Dạ. Là do như thế này, hai cái sinh nhật trước là Khánh Chi làm 17 tháng 7. Đăng là một cái quảng cáo lớn trên mạng vậy. Năm sau cũng là 17 tháng 7. Tự nhiên năm nay là 16 mà không bật mí cho mẹ biết, mẹ cứ nhớ là 17 tháng 7. Không phải, tại vì 2 năm trước á là cái ngày 17 tháng 7 nó đẹp. Rồi năm 2017 nên từ xưa giờ thì Khánh Chi làm đúng ngày không à, là 16 tháng 7. Nhưng riêng cái năm 17 tháng 7 năm 2017 đó là cái năm đó Khánh Chi mới làm cái ngày 17 là cho nó đẹp, cái ngày điều 3 số 7. Nhưng năm vừa rồi mới đây thì Khánh Chi vẫn làm ngày 16 tháng 7 đúng ngày, nhưng mẹ không nhớ, mẹ nhớ cái năm trước. Chi có giận mẹ không? Chi đâu bao giờ giận mẹ những cái chuyện mà nhỏ nhặt đâu. Vậy Chi hả? Không bao giờ giận mẹ. Chỉ có là mẹ chặn lộn đồ thì giận thôi đúng không? Không giận. mẹ làm cái gì thì mình buồn một xíu thôi. Ừ, nhưng mẹ con bằng sao mình giận được. Mình có thương mẹ mình chứ. Mình có thương mẹ mình chứ. Thế à, mẹ Lan Anh ơi, con là ấn tượng với mẹ lắm vì mẹ ngồi mẹ ái ngại lắm, mẹ ráng mẹ trả lời cho nhanh nhưng mẹ biết câu nào cũng sai hay sao, cứ mẹ trả lời xong là mẹ nhún vai cả. Con quan sát phiên ngôn từ thì con thấy mẹ ái ngại với tất cả các câu hỏi đúng không ạ? À? Em hay bị run trước đông người, chắc là run vì đứng trước đông người nên là trả lời sai thôi. Không đâu, hồi nãy đông người lắm, mẹ Lan Anh còn biết ai mặc cái đầm nào đẹp màu gì nữa cơ, mẹ Lan Anh còn tư vấn cho từng người, stylist cho từng người cơ. Thôi không lừa được đâu nha. Chị nhớ tuổi già hơi kém. Dạ, con nghĩ là tối nay cô con dâu đó sẽ xử mẹ sao đấy ạ. À? Không dám ạ. Không dám xử không, ạ. Không có đâu ạ. Thế bây giờ con qua tới câu hỏi là nơi bạn thích đến nhất.
con không bất ngờ với câu trả lời của mẹ Liên đâu. Bởi vì con có thể đoán được một trong những nơi mà Khánh Chi thích nhất là Thái Lan. Nhưng riêng mẹ số 2 thì mẹ như thế nào mà mẹ lại biết là Văn Anh thích Singapore ạ? Lúc mà chưa có em bé thì Văn Anh đi tu vi hay đi Singapore? Không có nước nào khác nữa hả mẹ? Có. Cũng có nhưng mà có nhưng mà Văn Anh thì Văn Anh rất là thích Singapore, tại vì cái đất nước rất là sạch sẽ, rồi di chuyển này nọ cũng thoải mái, rất là dễ đi. Và mẹ Thu thì chỉ có là Văn Anh với Tú Vi hay đi nên mẹ Thu đoán được rồi. Như thế luôn đúng không ạ? Chứ dạ. Thế có gia đình nào mà mình ngồi mình chia sẻ với nhau về cái ước mơ một nơi mình đến không ạ? Có Khánh Chi. Khánh Chi sinh ra lần thứ hai tại Thái Lan. Với Khánh Chi là không có nước nào mà Khánh Chi yêu thích ngoài Việt Nam và Thái Lan. Nên là mẹ biết cái nước, nơi mà thực hiện được cái ước mơ của Khánh Chi đúng không? Và đồ ăn rất ngon, mà người Thái rất là sống thờ Phật đứng đầu, nên Khánh Chi rất, và qua bên đời bệnh mình học hỏi nhiều thứ rất là hay. Vì vậy Khánh Chi rất là thích nước Thái Lan. Mà con đang muốn đốt nhà mẹ Thu Ba một chút. Đó là Hồng ơi, tại sao đối với em tiền bạc lại không quan trọng, nhưng mà em mất có 500 ngàn mà em khóc bù lu bù lo lên là sao? Không, ý em là hay ai mượn tiền á, em hay cho mượn. Rồi mặc dù không có tiền hay có ít thì mình cũng sẵn sàng chia sẻ tiền cho người khác mượn, hoặc là đi đường hay có mua giúp đỡ người nghèo vé số này kia. Nhiều khi họ không biết người ta tốt hay xấu thiệt, nhưng mà cứ lại mời là mình kiểu như sao cứ phải móc tiền ra mua, mình không mua là mình áy náy trong người. Cái suy nghĩ của em là trong cuộc sống, ví dụ em nghèo chút, em không có tiền em vẫn sống được, ý em nghĩ là vậy thôi. Em hiểu ở đây ý bạn ấy nói, tức là tiền không quan trọng nhưng quan trọng là bao nhiêu tiền, đúng không? Chị cho hai đứa một cái tin buồn, bởi vì sau khi chị tác động tới mẹ Thu Ba thì mẹ Thu Ba quyết định là từ hôm nay là em sẽ phải coi tiền quan trọng, bởi mẹ quyết định tước quyền thừa kế. Mẹ Kim Chi ngồi nãy giờ là cũng hào hứng muốn lắm rồi đấy chị. Mẹ Kim Chi ơi, và con rất là bất ngờ, mặc dù những câu khác là mẹ trả lời đa số sai. Nhưng con sẽ hỏi câu sai, con không hỏi câu đúng. Thì con thấy là cô con dâu này rất là hay mít ướt, rất là hay khóc nhè với mẹ. Trong mắt của mẹ, cô con dâu này có phải rất đẹp không? Mẹ giải thích cho cổ nghe thử xem. Mẹ trả lời là cổ không có thối xấu nào. Đúng rồi. Không biết là nó nóng tính ở nhà nó thì mình cũng không biết. Nhưng mà khi mình tới chẳng bao giờ thấy nó, vợ chồng nó nóng tính với nhau, chẳng bao giờ thấy nó cãi nhau. Đa số những gia đình vậy là họ hay đi đến quyết định cuối cùng đó mẹ. Mới. Dạ. Trong cái câu hỏi là cái tính xấu á, chị trừ Tú Vi thì tất cả các cô con dâu đều trả lời là nóng tính. Riêng Tú Vi thì lại ghi là không có tật xấu gì. Mẹ Thu lại trả lời là ngủ há mồm. Ngủ há miệng. Khi mà mình không còn nhận thức gì ấy, thì là lúc mà mình đang chìm vào giấc ngủ ấy, là mẹ ngắm. Mẹ Thu ơi, thế tại sao mẹ lại có một cái thói quen là nhìn người khác ngủ như thế? Mẹ cũng lại giống mẹ chồng rồi. Đó, tức là lúc chúng nó đang ngủ là vào dọn dẹp. Đó, đúng mẹ. Đúng rồi, vừa coi cái phim mẹ chồng. Có vào phòng luôn hả mẹ? Coi lại, ngay cái clip đó xong vào phòng luôn. Xong luôn vào phòng luôn. Mặt trước mẹ Hương Bông. Mặt trước mẹ Hương Bông mà phát hiện ra Văn Anh ngủ há miệng. Tại sao Văn Anh bị, Văn Anh ngủ xong Vi chụp hình Văn Anh há mở người cho mẹ Thu coi. Đúng rồi, bây giờ có điện thoại thông minh đó. Bây giờ em nha. Trong phần này thì mỗi một gia đình mình sẽ có những cái thói quen khác nhau đúng không ạ? Nhưng đa số thật ra các mẹ trả lời sai nhiều hơn trả lời đúng. Riêng gia đình số 1 và số 2, có nghĩa là gia đình của Tú Vi và gia đình của Khánh Chi, là trả lời đúng khá là nhiều và hai bạn là người chiến thắng trong phần thi này. Thì Pepper muốn hỏi các bạn có thường ngồi thường xuyên trao đổi với nhau về những cái thói quen, hay là thường xuyên quan sát những cái thói quen lẫn nhau hay không? Vì Khánh Chi ở Sài Gòn, mẹ thì ở dưới Vũng Tàu, thường là hai mẹ con nhắn tin điện thoại rất là nhiều, như là chuyện gì cũng nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện rất là nhiều, nên Khánh Chi nghĩ là mẹ sẽ rất là hiểu Khánh Chi. Thế còn ở bên đây? Thường thường thì hàng tuần có đi gặp cà phê với gia đình thì lúc đó cũng nói chuyện với nhau nhiều. Rồi theo dõi, yeah. Nhìn. Dạ, yeah. Cũng có quan sát. Trong phần này con sẽ được cho sao mỗi một gia đình. Và gia đình nào có thói quen gắn kết với nhau nhiều nhất thì sẽ được cho sao. Như hồi nãy thì con ấn tượng với gia đình của mẹ Lan Anh. Mẹ Lan Anh rất là xót xa con trai mình phải cõng ha. Nhưng rốt cuộc là Pepper đã trấn tĩnh mẹ Lan Anh. Mẹ Pepper nói là năm anh thì anh lại là người cõng vợ gọn gàng nhất. Đúng rồi. Anh cõng rất là vững chãi, cứ đứng sừng sững như thế này nè. Thì Văn Anh với Ken là kinh lắm, giống như là đinh cả cái cột đình, trong khi hai người đó ốm đẹp như thế. Hôm nay mà cứ thử cõng Pepper cái là chết liền hôn thôi chứ biết. Đầu tiên Pepper sẽ tặng 1 sao cho anh. Cảm ơn. Vì cái chuyện là
thật ra bà xã anh khá là nhiều trọng lượng ha, nhưng anh rất là vững chãi và vì yêu rất là gọn gàng, vì yêu đúng không? Gia đình thứ hai mà bé Bơ tặng một ngôi sao đó là gia đình của Khánh Chi, là bởi vì hồi nãy Khánh Chi có nói một câu đó là Khánh Chi rất là thường xuyên nhắn tin với mẹ chồng, nhưng mà cái đó nó không làm cho bé Bơ tặng sao. Bé Bơ tặng sao là hồi nãy bé Bơ có nói chuyện với mẹ Liên, bé Bơ hỏi là bộ đồ của mẹ Liên hôm nay khá là đẹp, có phải Khánh Chi thiết kế cho mẹ Liên không, phối đồ cho mẹ không, thì mẹ nói là Khánh Chi phối đồ, và đa số là đồ mẹ mặc là Khánh Chi phối. Và cái câu nói đó nó làm cho bé Bơ quyết định là ngôi sao chút xíu nữa bé Bơ sẽ tặng cho Khánh Chi, bởi vì bạn rất có tâm với mẹ chồng. Từ các số trước đến số này thì Văn Anh thấy chị Pepper cũng đã có một phần yêu ái nhất định đối với gia đình chị Chi. Văn Anh thấy điều đó. Vì có những ngôi sao cho mà Văn Anh thấy cũng không hiểu tại sao cho. Cái cảm tính của chị Pepper rất là nhiều, cho nên là Văn Anh cũng không có biết cái tiêu chí của chị cho ngôi sao là sao. Cho nên là mỗi khi mà chị Pepper mà cho sao thì Văn Anh thôi khỏi hy vọng, coi như là biết ai sẽ được rồi đấy. Bé muốn nhắc mỗi một gia đình là những cái thói quen nhỏ nhỏ hàng ngày. Ví dụ cái việc mà mình biết là người đó rất là vụng về, hay mặc đồ, hay quăng đại ở đấy, và mình cứ nhiệt tình mình đi lượm hết ngày này qua ngày kia. Cái việc mà mình đi nhặt đồ, mình bỏ vô máy giặt mà mình cứ hét lên ầm ầm ầm, nó sẽ có khi một cái tác nhân rất nhỏ đó thôi, nó sinh ra ức chế, nó sinh ra năng lượng xấu trong gia đình, và nó biến cái gia đình đó trở thành không vui mỗi một ngày, và đi đến cái cuối cùng đó là ly hôn nhau, bởi vì cái chuyện là cái áo bỏ không đúng chỗ. Nhưng nếu như chúng ta cố gắng, chúng ta thay đổi những cái thói quen và cố gắng mang những cái thói quen tốt làm với nhau hàng ngày, dù cho mình có không yêu, không thích nhiều bao nhiêu, hãy cố gắng giống như Khánh Chi, hãy cố gắng. Mặc dù là mẹ chọn không đúng đồ của con, nhưng hôm nay con quyết tâm vẫn phối đồ cho mẹ. Cảm ơn rất nhiều, và mong rằng những gia đình khác chúng ta sẽ bắt đầu có những cái thói quen chọn đồ cho nhau như thế, và những cái thói quen nhỏ mà nó không hay chúng ta sẽ bắt đầu bỏ dần đi. Và bây giờ tôi còn một ngôi sao cuối cùng, và ba gia đình sẽ phải chiến đấu với nhau để có ngôi sao này. Con xin phép mời các mẹ. Các mẹ sẽ phát biểu ý kiến giùm con với một câu hỏi duy nhất thôi. Điều gì ở con dâu mẹ làm cho mẹ mà mẹ cảm thấy xúc động nhất? Riêng đợt này thì Pepper xin nhờ Dũng, mẹ Bông và Bảo Thanh chấm sao giùm cho Pepper nha. Pepper không chấm đâu nha, vì sợ bị ghét. Vì có một ngôi sao duy nhất thôi. Dạ, con xin mời mẹ Kim Chi trước. Có một điều là ngày xưa là con dâu về làm dâu á, thì mình lau nhà thì mình lại rất hay lau bằng tay. Mình không có đẩy cái cây á, mà con dâu mình thì nó lại thích đẩy cây, nhưng mà nó không dám để cho mẹ biết là sợ mẹ không hài lòng. Thứ hai thì em lén lén đi ra chợ mua về lau xong rồi giấu cái cây đó, chứ không phải là để cho mẹ thấy. Vô tình mình thấy là mình tự nhiên mình cũng xúc động, là nó sợ mình buồn, là không theo cái ý mình đó. Nó mẹ lau chứ mẹ ngồi xuống mẹ lau cho nó cực lắm á. Mua cái cây đó về ý là cũng để cho mà mẹ có nghĩa là một hành vi rất nhỏ nhưng làm cho mẹ xúc động, vì có nghĩa mẹ nghĩ cô con dâu này có quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Dạ, xin cảm ơn mẹ. Xin mời mẹ Thu Ba. Điều mà con dâu làm cho mẹ xúc động nhất á là những cái dịp đi chơi hoặc là sinh nhật của ba mẹ đó, là con dâu đều nhớ hết, mua quà tặng cho ba cho mẹ hết. Rồi cũng hay tâm sự này kia, có cái gì là tâm sự với mẹ, rồi hai mẹ con cứ trao đổi nhau rồi cứ khóc. À, có nghĩa là cái điều mà làm cho mẹ Thu Ba xúc động nhất là Hồng hay ngồi khóc với mẹ Thu Ba. Không, kiểu như Hồng có, nói chung là Hồng, tuổi thơ Hồng nó không giống như người ta. Có nghĩa là mẹ với Hồng rất hợp nhau nên là thường xuyên ngồi khóc với nhau, hay là những cái câu chuyện buồn trong nhà mình nó nhiều quá mẹ? Không, câu chuyện buồn trong gia đình thì cũng không có gì hết, nhưng mà riêng ý là gia đình Hồng á, thì nhỏ lớn là Hồng mà sống xa mẹ, cho nên là lúc mà Hồng quen con trai á, giờ thì cũng hay tâm sự nói là con thiếu thốn cái vấn như là tình cảm á, và có cái gì đó cũng chăm lo cho mẹ thay vì á
là chăm lo cho mẹ, mẹ ruột của Hồng thì cũng như thế. Xong rồi nói bây giờ con thấy mẹ giống như mẹ, mẹ ruột của con á, thì con chăm lo cho mẹ giống như mẹ ruột của con như vậy. Nói chung là chu đáo về cái vấn đề chăm lo cho ba mẹ mà quà cáp sinh nhật này kia, Hồng làm cái đó được lắm. Có một lần Hồng tâm sự là dưới con trai, rồi con trai cũng về cũng kể lại cho mẹ nghe, rồi xong rồi sau đó mẹ cũng hỏi lại là phải vậy không. Thì tuổi thơ của Hồng là ở với bà ngoại, không ở chung với mẹ đó, cho nên là về cứ những lúc mà buồn hay này kia muốn tâm sự với mẹ thì lại không có được giống như mà gần gũi như mẹ chồng bây giờ đó. Thì coi như là những cái chuyện mà buồn đó là Hồng cứ tâm sự với mẹ thôi. Rồi sau đó mới thấy Hồng á thấy thương lắm, kể cả ba luôn. Ba cũng không bao giờ ba kêu là con dâu đâu, ba cứ nói là con gái không thôi. Là đi đến hôn nhân của hai đứa cũng là do ba quyết định. Ba thấy ba thương quá thì ba mới kêu là làm đám cưới cho tụi nó đi. Mới em có thấy may mắn khi em có được một người mẹ chồng giống như mẹ Thu Ba không? Dạ có chị. Những cái thói quen hàng ngày đơn giản mà mình tưởng chừng như là mình mệt, mình bận rộn này kia, mình không để ý. Nhưng mà thật ra đó là những cái thói quen của những người trong gia đình mà mình cần phải quan tâm nhất. Mình có thể chia sẻ để khi mà mình dồn nén rồi mình bùng phát rồi mình cãi nhau dẫn đến những cái bất hòa trong gia đình. Mời mẹ Thu ạ. Con thấy mẹ có tham khảo ý kiến Tú Vi một cái gì đấy. Vi Anh hỏi trước coi là thật sự là mẹ cảm động điều gì với Văn Anh. Tại vì trước đến giờ thì chưa bao giờ nghe mẹ nói gì nhiều về Văn Anh hết. Cũng không có biết là mẹ sẽ thấy ở Văn Anh làm gì cho mẹ xúc động. Cho nên là Vi tò mò Vi hỏi. Thì cuối tuần hoặc có khi trong một tuần hai hoặc đến một đến hai lần là gặp nhau cà phê. Bởi vì gia đình này á, là gia đình mẹ Thu là thường cuối tuần là hay uống cà phê, tụ họp con cái lại. Văn Anh á, lúc nào mình cũng để ý á, là bởi vì Văn Anh giống một đứa con trai của mẹ Thu. Mẹ Thu có một đứa con trai á, là nó hay quan tâm đến mẹ Thu ở vấn đề là đôi mắt. Là mỗi lần đi đâu xuống mặt tâm cấp hoặc là đi chỗ tối thì là nó hay đưa tay ra vậy. Thì Văn Anh cũng y như vậy. Văn Anh hay đưa tay ra để cho mẹ Thu dịnh. Đi lên một lúc mà đi ở bên phim trường kia cũng vậy, là hoặc là chỗ tối nào cũng quay lại để nhìn mẹ Thu đi. Thì đó là cái điều mà mẹ Thu rất là xúc động khi mà Văn Anh làm cho mẹ Thu điều đó. Cô rất là sợ tất cả trên bộ phận cơ thể, cái gì cũng sao, nhưng mà riêng đôi mắt là nếu mà không thấy đường thì rất là khổ luôn. Bản thân mình á, là đã khổ rồi mà sẽ liên lụy tới người thân. Cuộc sống con người mà không thấy được ánh sáng là một vấn đề rất là lớn. Và tự nhiên thấy thương chỉ vô cùng. Rồi ba giám khảo. Nếu mà mẹ hương cho cả ba nhà luôn á. Bằng tất cả kinh nghiệm của mình, bằng tất cả vốn sống của mình, bằng tất cả trách nhiệm của mình với câu hỏi đó thì chị nên là người đưa ra ngôi sao. Nó rồi là công bằng nhất. Thôi nha, bọn em không nói. Sao khó nói thế nhỉ? Thôi ba mẹ con mình đừng quay hỏi đi, chị nữa. Bởi vì cái chủ đề lần này của mình đó là xung đột thói quen, nên con nghĩ là con sẽ cho sao nhà của mẹ Kim Chi. Bởi vì hai nhà kia con sẽ mời đi ăn bún bù ấy sao. Con hứa. Thật ra con muốn cho cả ba nhà ba ngôi sao vì đó. Con rất xúc động với cả ba câu chuyện. Mẹ Kim Chi, Chiều Anh đã cư xử rất là đúng với cái việc là ôi mình thích lau nhà bằng cây nhưng mẹ không thích thì mình giấu cây đi. Con rất thích cách xử lý đó bởi vì đó cũng là cách con xử lý với mẹ chồng con. Và đây cũng là cách mà các cô con dâu nên học theo khi mà tránh cái việc xung đột thói quen với mẹ chồng. Nên con quyết định là con sẽ cho ngôi sao may mắn lần này cho gia đình nhà Chiều Anh và mẹ Kim Chi. Vậy là ngày hôm nay với chủ đề xung đột thói quen thì các gia đình của chúng ta đã trải qua một phần thử thách vô cùng cam go. Như Thanh đã nói là rất nhiều mồ hôi và cơ bắp thì cuồn cuộn. Và gia đình nhà Khánh Chi và Tú Vi thì đã xuất sắc dành cho mình 3 ngôi sao. Gia đình nhà Vũ và Hồng thì đã dành cho mình 2 ngôi sao. Và hai gia đình còn lại thì mỗi gia đình đã giành được 1 ngôi sao. 3 ngôi sao cuối cùng mà Dr. Pepper dành cho các gia đình đó chính là gia đình nhà mẹ Liên, mẹ Lan Anh và mẹ Kim Chi. Xin chúc mừng ba gia đình.
là thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Học viện mẹ chồng nhé, 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.